studio thiết kế có trụ sở tại London đã tạo ra một khái niệm MGMA mới táo bạo dành cho các game thủ nhà tạo kiểu dáng của MG Moto SAIC đã tiết lộ khái niệm MAY, một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện. Có thể xem trước những chiếc xe điện trong tương lai sẽ trông như thế nào với cảm hứng từ văn hóa chơi game. Ý tưởng MAY là một chiếc EV 2 chỗ ngồi và SAIC cho biết nó lấy chủ đề về trò chơi di động và di chuyển trong đô thị, nơi người lái xe là người chơi trong cuộc săn chứng phục sinh thực tế của nghệ thuật kỹ thuật số trong thành phố của họ. Phần nhô ra và tỷ lệ ngắn cho thấy nó có nhiều đặc tính của xe hơi thành phố, và SAIC tự hào có mái che mở theo chiều thẳng đứng giống như bạn tìm thấy trên máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon, yêu cầu ít không gian hơn so với một cửa ô tô thông thường, hữu ích cho việc đỗ xe trong thành phố chật hẹp. Tán cây bao quanh cũng nên cung cấp một tầm nhìn ra ngoài khá, không bị cản trở. Ngoại thất góc cạnh mạnh mẽ hoàn chỉnh với cánh gió phía sau cho thấy khái niệm MGMA sở hữu một bộ pin có kích thước phù hợp. SAIC không đưa ra dấu hiệu nào về kích thước của các động cơ điện nhiều, mặc dù chúng có thể hoán đổi cho nhau. Không có con số hiệu suất nào được tiết lộ. Hai ghế không trọng lực có thể được tìm thấy trong cabin hoặc buồng lái, và nơi bạn muốn tìm thấy vô lăng chỉ là không gian trống. Thay vào đó, khái niệm MAY có thiết lập bộ điều khiển chơi game nhiều hơn, phù hợp với đặc tính của SAIC. Chơi là quan trọng, khám phá là quan trọng, phiêu lưu là quan trọng. Tuy nhiên, đừng mong đợi sẽ sớm thấy một chiếc trên đường. SAIC cho biết khái niệm này sẽ vẫn là một bản vẽ kỹ thuật số với các kế hoạch sản xuất. Chia sẻ hữu ích nhé!